那更morning, 午早上好。おはようございます。早上午前 morning。今天上午上班，我不能给这个课题过，我可不必来录。我们两个人好熟，是好瓜，全都因为不是我都去录，对你上午高午上不能给这个课，嗯，那好。Vậy tôi rất là trân trọng những cơ hội như cơ hội mà hội thảo UMC mang lại. Như vậy đây sẽ là một cơ hội quý để chúng ta, những người làm công tác nghiên cứu và giáo dục ngoại ngữ, học hỏi lẫn nhau và tìm ra những phương pháp giảng dạy tốt nhất cho các thế hệ kế cận. Tôi xin được bắt đầu với nghiên cứu của chúng tôi. Tôi sẽ share màn hình ạ. Vâng, nghiên cứu của chúng tôi có tựa đề là Giáo dục ngoại ngữ phổ thông, những nỗ lực đổi mới và giảm khoảng thực tế. Với nhóm nghiên cứu của chúng tôi gồm có 3 người, là tôi, Trần Thị Tuyết, và hai đồng nghiệp của tôi là cô Trần Minh Trần Thị Hiếu Thủy và Nguyễn Thị Kim Phượng, đều là giảng viên của Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Cái đầu tiên và cái động lực dẫn chúng tôi đến cái nghiên cứu này đó là cái khoảng cách giữa cái kỳ vọng chúng ta đưa ra và cái thực tế của các giáo dục ngoại ngữ trong những năm vừa qua, hơn một thập kỷ vừa qua. Như chúng ta đã biết thì đề án giáo dục ngoại ngữ quốc gia năm 2008 đã đưa ra một kỳ vọng khá lớn là đến năm 2020 thì đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp cao đẳng đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập tự tin trong giao tiếp, học tập và làm việc. Tuy nhiên thì khi tới thời gian cán đích 2020 thì rất nhiều chỉ số đã chỉ ra rằng thực tế mục tiêu đó chưa gặp nhau. Và chỉ số được nhắc đến thường xuyên nhất có lẽ chính là điểm thi tốt nghiệp phổ thông trung học môn ngoại ngữ hàng năm. Môn học luôn có điểm số đội sổ cho các môn thi tốt nghiệp và số lượng sinh không đạt được điểm 5 luôn luôn ở trên mức trên dưới 10%. Khi nhìn vào một bức tranh tương phản như thế này thì các thầy cô nghĩ gì ạ? Chúng tôi biết rằng mỗi thầy cô bây giờ đang theo đuổi một suy nghĩ riêng, còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi là những người theo đuổi chủ nghĩa hiện thực phê phán, critical realism hay còn gọi là chủ nghĩa đa nghi. Critical realism là phân biệt rất rõ ràng giữa cái chúng ta nhìn thấy, empirical, và cái thực tế, cái layer ở dưới đó là real or actual, và luôn đặt nghi vấn cho những gì đang diễn ra. Ví dụ như trong trường hợp này, chúng tôi sẽ đặt ra câu hỏi là liệu điểm thi tốt nghiệp đó có phản ánh đúng thực tế? Chủ nghĩa hiện thực phê phán cũng là chủ nghĩa luôn nhấn mạnh vào quan hệ nhân quả. Khi kết quả đạt được khác với mục tiêu đề ra thì câu hỏi tiếp theo chúng tôi đưa ra đó là tại sao mục tiêu giáo dục ngoại ngữ và kết quả đạt được lại có khoảng cách. Và đây cũng là hai câu hỏi mà chúng tôi mong muốn tìm kiếm câu trả lời trong nghiên cứu ngày hôm nay. Nói về khung nghiên cứu thì chúng tôi dựa vào khung nghiên cứu suốt để có thể đề cập tới tất cả các yếu tố từ tầm vĩ mô, tầm quản lý cấp trung và các yếu tố trực tiếp từ thầy và trò có tác động lớn tới việc dạy và ngoại ngữ ở Việt Nam, để từ đó tìm ra được những thuận lợi, khó khăn cũng như nỗ lực, cũng như là những nỗ lực và rào cản thực tế của quá trình dạy học ngoại ngữ. Trước khi trình bày tóm tắt cái kết quả nghiên cứu của mình thì chúng tôi mời các thầy cô tham gia đóng góp ý kiến của mình qua hai câu hỏi về các yếu tố có tác động tích cực và rào cản với công tác giáo dục ngoại ngữ trong những năm vừa qua. Vậy căn cứ theo suy nghĩ và đánh giá của thầy cô thì yếu tố nào trong các yếu tố chúng tôi đưa ra là những yếu tố có tác động tích cực cho nâng cao hiệu quả công tác giáo dục ngoại ngữ trong thời gian những năm vừa qua, và yếu tố nào là yếu tố rào cản lớn trong công tác giáo dục ngoại ngữ? Để có thể đóng góp ý kiến thì mời thầy cô mở trang menti.com, chúng tôi cũng sẽ đưa vào cửa sổ chat cái code của nó là 80151913, và tôi sẽ làm cùng với thầy cô luôn ạ. Tức là chat ban tổ chức có thể giúp cái 80151913 kích vào, chúng ta kích vào menti.com ạ, và chúng ta đánh vào đó là 80151913 và chúng ta submit ạ. Khi đó chúng ta sẽ ra một màn hình và chúng tôi đưa ra những 7 yếu tố mà trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã rút ra được, đó là động lực trình độ học sinh, năng lực tâm huyết của giáo viên, quá trình kiểm tra thi cử, cơ sở vật chất, sách giáo khoa, tài liệu, thiết bị dạy học, ủy học sinh, các cấp quản lý và các chương trình bồi dưỡng chuyên môn và năng lực tiếng trong khuôn khổ của đề án giáo dục ngoại ngữ quốc gia. Đây là các yếu tố nào? Câu đầu tiên là các yếu tố này, yếu tố nào các thầy cô nghĩ là có tác động tích cực trong công tác giáo dục ngoại ngữ những năm vừa qua? Các thầy có thể cho chọn nhiều hơn một ạ. Sau khi xong câu này thì sang câu thứ hai ạ.
Dạ vâng, đề nghị bác tổ chức cho quyền co-host cho cô Phượng và cô Thủy để các cô có thể cùng tương tác, có thể present ngay sau đây ạ. Thì các thầy cô sẽ điền vào vâng, chúng ta đã có kết quả thứ nhất ạ, và chúng ta sau khi câu thứ nhất chúng ta chuyển sang câu thứ hai ạ, để chúng ta đưa ra ý kiến về yếu tố nào là rào cản lớn nhất của công tác giáo dục ngoại ngữ ạ. Hiện tại thì mới có kết quả của câu thứ nhất, chưa thấy kết quả của câu thứ hai. Dạ vâng, rất là cảm ơn các thầy cô đã tham gia. Chúng tôi sẽ biểu diễn ngay cái kết quả này ở trên màn hình ạ. Vâng ạ. Tôi sẽ biểu diễn luôn ạ. Các thầy cô vẫn có thể tiếp tục cho ý kiến ạ. Chúng tôi sẽ quay trở lại cái này. Nhưng mà ngay từ bây giờ chúng ta thấy là rất là rõ các yếu tố, thì cái yếu tố tích cực đến nhiều nhất là từ động lực, trình độ học sinh, tâm huyết, năng lực của giáo viên, cơ sở vật chất, tài liệu tham khảo và các chương trình bồi dưỡng ạ. Về cái yếu tố rào cản của chúng ta thì yếu tố mang tính rào cản của chúng ta thì cũng vậy ạ, cũng lại thuộc về trình độ động lực của học sinh, năng lực tâm huyết của giáo viên, có thêm quá trình kiểm tra thi cử như vậy. Chúng ta đã nhìn thấy là kiểm tra thi cử như vậy là một cái là cái rào cản cho quá trình dạy học. Còn các yếu tố khá tương tự cũng là động lực của học sinh, năng lực tâm huyết giáo viên, cơ sở vật chất. Khi mà chúng tôi nhìn sơ qua cái kết quả nghiên cứu này, chúng tôi có cảm giác là theo ý kiến của thầy cô ở đây ý, thì vật thuyền cũng là dân mà tẩy thuyền đi cũng là dân, tức là đều là từ phía giáo viên và học viên, học sinh, cơ sở vật chất, từ cơ sở chứ không phải từ trên xuống ạ. Rất là cảm ơn thầy cô, chúng tôi sẽ có thể quay lại để nhìn kết quả nhiều hơn của thầy cô. Có thể là thầy cô có một số thầy cô chưa vào được, nhưng rõ ràng cho thấy là cái động lực, trình độ học sinh, cái yếu tố cơ sở, yếu tố của những cái nền móng, những người làm trực tiếp tác động trực tiếp cả giáo viên và học sinh là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình giáo dục ngoại ngữ. Vâng, xin trở lại với cái trang trình bày của chúng tôi, và sau đây thì chúng tôi sẽ trình bày quá trình quy trình nghiên cứu và các thông tin về các thầy cô tham gia đóng góp cho nghiên cứu của chúng tôi. Xin mời cô Phượng tiếp tục phần này ạ. Xin ban tổ chức trao quyền cho cô Phượng để cô Phượng có thể present được ạ. Trong lúc chưa tìm thấy cô ấy thì Tuyết cứ tiếp tục cũng được. Dạ, Phượng đã có thể nói được chưa ạ? Dạ vâng, thì cô Phượng có thể có một cái chút trục trặc gì đấy về mặt technical thì tôi sẽ thay mặt cô Phượng và tôi trao đổi luôn. Tức là quy trình nghiên cứu của chúng tôi, đây là cái bản tóm tắt về quy trình nghiên cứu. Tức là đầu tiên thì chúng tôi đọc tài liệu đúng rồi, giống y hệt một quy trình thường ạ. Sau đó để tìm kiếm thông tin nó cập nhật hơn là những cái tài liệu mà chúng tôi đọc trong các công trình nghiên cứu như sách vở, thì chúng tôi tiến hành phỏng vấn sâu với 15 giáo viên phổ thông dạy tiếng Anh ạ. Và giáo viên này thì chúng tôi cố gắng tìm ở các vùng miền khác nhau, các cấp học khác nhau. Từ đó căn cứ vào cả hai cái nguồn này, nguồn sống hiện tại và cái nguồn đã được publish ở trong literature để tạo ra một bản định lượng. Và sau đó cái bản thảo định lượng này chúng tôi gửi đi cho các giáo viên, và rất là may mắn chúng tôi có sự trả lời tham gia của 808 giáo viên phổ thông trong vòng hơn một tuần. Thực sự là một kết quả ngoài sức mong đợi của chúng tôi, vì tất cả mọi sự tham gia đều là tự nguyện, và chứng tỏ một điều là giáo viên ngoại ngữ phổ thông của chúng ta hiện tại rất là tâm huyết với đóng góp ý kiến để có thể đưa cái công trình, đưa cái việc giảng dạy ngoại ngữ của chúng ta lên cao. Sau đó là chúng tôi tiến hành đến công tác phân tích số liệu.
Về cái bảng hỏi thì chúng tôi có 6 phần chính căn cứ vào cái 15 cuộc phỏng vấn sâu và cái nghiên cứu của chúng tôi bên ngoài. Thì các bảng chính đó chính là nhận xét về đáng giáo dục ngoại quốc gia, các chương trình điều dưỡng trong khuôn khổ của đề án. Thứ hai là đánh giá vai trò của cấp quản lý và phụ huynh học sinh. Thứ ba là đánh giá về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, tài liệu, thiết bị dạy học. Thứ tư là các vấn đề liên quan đến thi cử và kiểm tra đánh giá. Tiếp theo là động lực và trình độ học sinh. Và yếu tố cuối cùng chính là tâm huyết, khả năng và các yếu tố cá nhân của giáo viên. Ngoài cái bảng hỏi với các cái cụm câu hỏi như vậy, mỗi cái mảng đó chúng ta có khoảng từ 5 đến 12 câu hỏi trong một mảng đấy để có thể làm rõ hơn tất cả yếu tố liên quan. Thì ngoài ra thì chúng ta có 3 cái câu hỏi mở để giáo viên có thể cung cấp thêm các thông tin mà giúp chúng tôi translate, chúng tôi có thể so sánh với các cái kết quả định lượng. Thì có 3 câu hỏi, đó là câu hỏi thứ nhất là thầy cô có chịu nhiều áp lực trung bình được không, đó là những áp lực gì. Thứ hai là động lực lớn nhất giúp thầy cô lên lớp mỗi ngày là gì, và những đề nghị của thầy cô để giúp nâng cao hiệu quả sản phẩm thực tế. Thì cũng khá là thú vị và cũng khá là bất ngờ là khi chúng tôi in cái câu trả lời định lượng ra, định tính này ra, thì chúng tôi có 60 trang tâm huyết của thầy cô nói về thực tế quá trình giảng dạy ngoại ngữ ở phổ thông. Và thực sự đây là một điều rất là quý, một cái tài liệu rất là quý mà chúng tôi có thể lấy từ đó ra để tạo ra một kết quả nghiên cứu rất là giàu. Thứ nhất thì các cái về công cả nghiên cứu định tính thì giống như trong khung nghiên cứu của công suất, thì chúng tôi sẽ có 3 cái phần chính, đó là các yếu tố thuộc thẩm vĩ mô như là chính sách giáo dục ngoại ngữ, rồi các vấn đề thuộc về bổ dưỡng chuyên môn, rồi phương pháp giảng dạy, thi cử. Tiếp đó là các yếu tố bên ngoài tác động trực tiếp, ví dụ như phụ huynh học sinh, ban giám hiệu, đồng nghiệp, các cấp quản lý, cấp bộ, cấp sở, vân vân. Và cuối cùng sẽ là các yếu tố ở grassroots, ở tầm cơ sở, đó là các yếu tố liên quan bên trong gồm giáo viên, các yếu tố liên quan tới giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất, tài liệu và sách giáo khoa. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo, đó chính là kết quả nghiên cứu. Thì trước khi đi vào phân tích cái kết quả nghiên cứu định lượng và định tính, thì chúng tôi sẽ giới thiệu một chút về những người tham gia. Như chúng ta nhìn thấy trên slide tôi share, thì trong số 808 giáo viên tham gia đóng góp ý kiến cho nghiên cứu này, thì cái tỷ lệ giáo viên từ các vùng miền khác nhau như thành phố, nông thôn, miền núi, hoặc là các cấp học khác nhau như tiểu học, trung học cơ sở, của trường phổ thông khá là phản ánh thực tế ở bên ngoài. Chỉ có điều với tỷ lệ giữa trường công và trường tư thì cái số lượng giáo viên trường tư và trường công chúng tôi đã huy động rất nhiều cách nguồn, cái cách khác nhau để tiếp cận, nhưng cũng chỉ tiếp cận được 50 giáo viên và chiếm cái tỷ lệ chỉ hơn 6% tổng số các thầy cô tham gia nghiên cứu này. Về độ tuổi cũng như trình độ thì đã phần hơn một nửa giáo viên tham gia nghiên cứu này có độ tuổi từ 36 đến 45. Và một cái điều hay là đa phần giáo viên, có tới hơn 90% giáo viên tham gia đã đạt cái trình độ, cái chứng chỉ là trên từ B1 trở lên, và thậm chí đã có 86% giáo viên có chứng chỉ từ B2 trở lên. Đây là rất đáng mừng về mặt bằng chung về trình độ chuyên môn của giáo viên dạy ngoại ngữ. Mà tiếp theo cái các chương trình giảng dạy mà giáo viên đã đi qua thì có hơn một nửa đã tham gia cả hai chương trình là bồi dưỡng phương pháp giảng dạy và năng lực tiếng, còn lại thì đa phần đã tham gia một trong hai chương trình đó, và có 10% giáo viên thì chưa tham gia chương trình nào. Về cái phần 10% giảng viên này và 9% giảng viên chưa có chứng chỉ gì thì cũng là một điều mà chúng tôi cũng hơi băn khoăn nhưng chưa thể khảo sâu được. Tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển sang phần trình bày tóm tắt về kết quả nghiên cứu thiên cứu định lượng trước. Sau đó thì chúng tôi sẽ cô Thùy sẽ trình bày nghiên cứu định tính. Vì cái thời gian của chúng ta rất là có hạn, trong khi cái nghiên cứu định lượng này nó ra một kết quả rất là nhiều, có thể trình bày trong vòng nửa tiếng nhưng tôi chỉ gói gọn trong vòng 7-8 phút. Vậy thì là chỉ xin phép các thầy cô là trình bày những kết quả lớn nhất, chính nhất, và tập trung vào hai cái kênh vấn đề là những yếu tố nào để những yếu tố có tác động lớn nhất tới mang tính tích cực đối với công tác giáo dục ngoại ngữ trong những năm vừa qua, và ngược lại những yếu tố nào là yếu tố làm rào cản lớn nhất
cản trở cho cái nỗ lực của thầy và trò cũng như tất cả các đối tác trong cái quá trình nâng cao, cố gắng để nâng cao phương pháp trình độ mặt bằng chung về ngoại ngữ của học sinh những năm vừa qua. Xin được bắt đầu với các yếu tố động lực, động lực mang tới tích cực, tôi gọi là các yếu tố động lực. Thì động lực lớn nhất đến từ năng lực và tâm huyết của giảng viên. Các thầy cô nhìn thấy có những cái chỉ số minh rất là cao, 4.75, 4.55, đây chứng tỏ là gì? Giáo viên, đa phần giáo viên ấy đều mong muốn, đều rất là khát khao để có thể làm thế nào đó giúp cho học sinh học tốt hơn. Họ tìm cách tìm tòi tài liệu, tìm cách nâng cao khả năng chuyên môn, tìm cách học hỏi để các phương pháp giáo dục mới để có thể đưa cái quá trình giáo dục vẫn đi lên. Có một cái nữa là cái chỉ số này, chỉ số về tự tin, khả năng chuyên môn của giáo viên, thì đây là một tín hiệu rất là đáng mừng. Vì 7 năm trước thì khi tôi còn đang công tác trường ngoại ngữ thì đây là một chỉ số rào cản. Rất nhiều giáo viên thời gian đó thậm chí còn không tự tin về khả năng phát âm của mình và luôn luôn đề nghị là được bồi dưỡng về những kiến thức cơ bản nhất và những kiến thức thuộc về phương pháp giảng dạy cơ bản chúng tôi từng học lựa chẳng hạn. Thế nhưng mà đến bây giờ thì cái độ tự tin của giáo viên về khả năng chuyên môn của mình đã rất là cao, và đây là một cái chỉ số để chứng tỏ là cái tín hiệu tích cực đến từ các chương trình bồi dưỡng của Đại học Quốc gia, cũng như cái sự nỗ lực của từng cá nhân giáo viên trong việc tự trau dồi kiến thức của mình để nâng cao khả năng chuyên môn. Tuy nhiên khi mà phân tích cụ thể về sau về các thông số và kiểm tra chéo thì cái độ tự tin cũng không có tương đồng. Ví dụ cái độ tin của tự tin của giáo viên về trình độ của mình lại giảm dần từ cấp tiểu học đến cấp phổ thông trung học. Tương tự như vậy, cái tâm huyết của giáo viên cũng giảm dần. Tâm huyết của giáo viên tiểu học là cao nhất, sau đến phổ thông trung học và giáo viên ở cấp phổ thông cơ sở, sau đó thì giáo viên ở cấp phổ thông trung học có cái độ tâm huyết giảm, chỉ số min giảm hơn rất nhiều. Thì đây là chỉ số tích cực, yếu tố động lực đầu tiên. Yếu tố động lực thứ hai là sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp quản lý. Đây cũng là một kết quả rất là thú vị, và nó cũng, nếu mà so với cái nghiên cứu của chúng tôi tiến hành 7 năm trước thì cũng là một tín hiệu rất là đáng mừng. Vì 7 năm trước thì đây cũng chính là yếu tố rào cản, bởi vì khi đó giáo viên muốn đi học, muốn đi được bồi dưỡng, muốn đi học chung, muốn đi xin đi dạy học hoặc ABC thì gặp rất nhiều rào cản từ phía cơ sở, từ ban giám hiệu, từ cán bộ sở, thì họ chưa tin tưởng về cái việc đưa giáo viên đi ra ngoài bồi dưỡng. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã rất là khác, cái chỉ số min rất là cao, tức là giáo viên rất được tạo điều kiện để học hỏi, để tiếp cận các phương pháp bên ngoài, để có được điều kiện để tham gia bồi dưỡng, để phát triển chuyên môn và giảng dạy thực tế. Ý kiến của họ đã được lắng nghe, tuy nhiên cái chỉ số về ý kiến được lắng nghe cũng thấp hơn khá là nhiều. Khi mà nhìn vào chuyện như này thì chúng ta thấy tốt quá rồi. Thế nhưng mà khi so sánh ở các cái chỉ số khác ấy, chúng tôi thấy một cái điều khác nữa là gì? Mặc dù các cấp quản lý ở cơ sở, tức là ban giám hiệu của các sở ban ấy, thì rất là quan tâm và tạo điều kiện rồi, nhưng họ lại không đủ đặc thù của việc dạy học ngoại ngữ, cũng không có điều kiện để đầu tư cơ sở vật chất thuận lợi cho việc dạy học ngoại ngữ ở cấp cơ sở. Thì họ cũng biết, họ cũng lắng nghe đấy, nhưng họ có làm được cái gì nữa không thì rất hạn chế. Thì cái đó là một cái thực tế mà thực sự nó là tích cực, nhưng mà cái hiệu quả của nó đạt được đến đâu thì không thực sự là cao lắm. Yếu tố mang tính tích cực thứ ba đó là các yếu tố đến từ đề án ngoại ngữ quốc gia. Thì chúng ta thấy các chỉ số mặc dù thấp hơn các chỉ số min ở hai các yếu tố thuận lợi trước nhưng cũng rất là cao, ở trên dưới 4 chấm chỉ số min. Tức là cái đề án giáo dục ngoại ngữ quốc gia ấy, được đánh giá là trước hết là nó nâng cao được kiến thức đã. Kiến thức để phải trau dồi và nâng cao cái kiến thức chuyên môn của người dạy. Tiếp theo là nó giúp giáo viên, giúp các thầy cô ở các trường cơ sở ấy là tiếp cận với những phương pháp giảng dạy mới. Mà trước đó thì rất nhiều, chúng ta biết rồi, lịch sử để lại là gì? Rất nhiều giáo viên dạy đi dạy cấp 1, cấp 2 là không hề được học về phương pháp giảng dạy ngoại ngữ ở tiểu học hoặc trung học cơ sở, tất cả đều học ở cấp đại học rồi, hoặc là học tại chức, tức là không có kiến thức mềm về phương pháp giảng dạy. Thì bây giờ họ đã tiếp cận với rất nhiều phương pháp giảng dạy tiên tiến. Tiếp theo là họ được tiếp tục cận với khá nhiều nguồn tài liệu dồi dào, và cái việc đề án ấy cũng giúp, ngoài các cái chương trình bồi dưỡng thì đề án cũng giúp cho việc giảng dạy ngoại ngữ ở cơ sở được chú trọng hơn, giúp cho cái cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy
ngoại ngữ được đầu tư tốt hơn. Tuy nhiên cái việc đầu tư này nó sẽ khác nhau rất là nhiều, ví dụ ở các thành phố sẽ được đầu tư tốt hơn, ở nông thôn việc giảng dạy cũng thế, ở các cấp thấp hơn sẽ được, ở các trường tư sẽ tốt hơn ở các trường trường công. Ví dụ chẳng hạn thì các ngoài ra thì về cái đánh giá về các chương trình bồi dưỡng thì cũng khá là thú vị là các giáo viên ở cấp thấp hơn cũng đánh giá cao tốt hơn, các bên ở cấp cao hơn, và cái chương trình bồi dưỡng chuyên môn ấy, chương trình bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy được đánh giá, được giáo viên đánh giá cao hơn là chương trình bồi dưỡng về năng lực tiếng. Thì đó là ba cái yếu tố nổi trội nhất về các yếu tố tích cực có tác động là giúp cái hiệu quả công tác giọng ngoại ngữ, giúp ngoại ngữ lên cao. Chúng ta chuyển sang các yếu tố rào cản. Yếu tố rào cản lớn nhất đó là học sinh thiếu môi trường giao tiếp, ít thời gian học ngoại ngữ. Chúng ta biết rằng ngoại ngữ là sinh ngữ, nó phải sống khi nào có môi trường. Thế nhưng mà ở đây một vấn đề cơ bản nhất là học sinh ra khỏi lớp học mà gần như không có môi trường tác, có môi trường giao tiếp, đặc biệt là học sinh ở vùng núi và nông thôn. Cái chỉ số của nó rất là cao, cao nhất trong các chỉ số rào cản, tức là 4.42, học sinh thiếu môi trường giao tiếp và môi thực tế ngoài thực tế. Cộng vào đó là gì? Học sinh phải học quá nhiều môn, mất quá nhiều thời gian và không có thời gian dành cho môn ngoại ngữ. Càng học lên cao thì học sinh học càng học nặng, càng học lên cao thì đòi hỏi của môn ngoại ngữ càng cao. Và vì vậy nếu như không thực sự học sinh không thực sự hứng thú với môn học này thì cái động lực học của học sinh giảm rõ rệt và càng lên cao càng giảm. Thì đây là yếu tố rào cản lớn nhất. Yếu tố rào cản lớn thứ hai đến từ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Các thầy cô giáo thì đánh giá rất là cao các chương trình bồi dưỡng và phương pháp giảng dạy của đề án giáo dục ngoại ngữ quốc gia và luôn luôn mong muốn là có thể ứng dụng các cái chương trình đó, các cái phương pháp đó vào thực tế giảng dạy, nhưng mà rất nhiều phương pháp hay không thể được ứng dụng. Vì sao? Vì lớp học ở cơ sở cách âm kém, dễ gây mất trật tự. Có cô cũng đã, các thầy cô cũng đã thực hành rồi nhưng mà lại bị complain, bị các lớp khác nói là bị ảnh hưởng, không tổ chức được. Thứ hai, sĩ số lớp học quá đông, khó có thể ứng dụng các biện pháp giảng dạy, các cái phương pháp giảng dạy có tính tương tác cao. Bàn ghế rồi thiết bị rồi các sự hạn chế của thiết bị nghe nhìn cũng khiến cái việc ứng dụng phương pháp giảng dạy vào thực tế là rất là khó khăn. Và một điều nữa là kết nối mạng internet, cái điều vô cùng quan trọng cho việc ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới thì lại phập phồng, rất hạn chế, đặc biệt ở các vùng nông thôn và miền núi. Cái điều đó nó là những yếu tố rào cản mà thấy là chúng ta nỗ lực rất là nhiều nhưng mà để ứng dụng được những cái nỗ lực đó thì khoảng cách khá là lớn. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố rào cản thứ ba đến từ giáo viên. Chính vì vậy yếu tố rào cản đầu tiên đến từ người học. Quay trở lại với cái mentee vừa nãy các thầy cô đưa ra, đẩy thuyền đi cũng là dân và lật thuyền cũng là dân, đều là từ phía người học, người dạy. Chúng ta thì các yếu tố rào cản đều thuộc về phản bóng hết. Đồng yếu tố đầu tiên thuộc về người học, thiếu động lực, thiếu môi trường giao tiếp, thiếu thời gian tập trung cho môn học. Yếu tố rào cản thứ hai đến từ môi trường, thiếu môi trường, cơ sở vật chất để có thể giảng dạy tốt hơn. Yếu tố thứ ba lại đến từ giáo viên, toàn những cái yếu tố từ phía cơ sở hết. Thứ nhất là thu nhập của giáo viên còn thấp. Thấp là như thế nào? Tức là thấp mặc dù là đã tăng so với ngày trước, đã được quan tâm hơn, nhưng mà để so với thu nhập của giáo viên so với những người có trình độ cùng với cái trình độ của họ mà làm việc ở bên ngoài ấy, thì nó vẫn còn thấp hơn rất nhiều. Và vì vậy thì họ khó có thể quan tâm toàn ý tập trung cho việc đầu tư cho giảng dạy ngoại ngữ. Thứ hai là giáo viên, cái này giáo viên tí nữa các thầy cô sẽ nghe cô Thủy trình bày, tức là họ có quá nhiều hoạt động trường lớp khác, không thể có thời gian trong hoạt động nghiên cứu và bồi dưỡng chuyên môn. Đây là hai cái rào cản lớn để làm cho giáo viên cũng hạn chế ngoài cái hoạt động môi trường, hạn chế có thể tự tìm tòi ứng dụng các phương pháp giảng dạy vào thực tế ở trên lớp. Tiếp theo là cái yếu tố về sách giáo khoa và tài liệu tham khảo. Sách giáo khoa thì mặc dù đã nó có một cái thực tế thì các thầy cô sẽ nghe ở phần định lượng, định tính, nhưng mà nó có những vấn đề về chuyện sách giáo khoa không sử dụng, không đồng đều, và việc tìm kiếm tài liệu để thực sự ứng dụng để dạy học sinh và phù hợp với cái trình độ của học sinh là một cái sự rất là khó khăn. Rồi sách giáo khoa giữa các cấp khác nhau và có độ chênh lệch lớn, khó khăn trong ngành học. Và cái yếu tố cuối cùng mà chúng tôi đẩy đến, chúng tôi cố tình để cuối cùng là rào cản, đó chính là thi cử. Chúng tôi biết rồi, sách giáo khoa, chương trình, đề án đều định hướng là gì? Dạy theo hướng giao tiếp để học sinh người học ra rồi có thể giao tiếp được. Thế nhưng thi cử thì sao? Các bài thi chủ yếu tập trung vào kiến thức ngữ pháp và kỹ năng đọc viết.
Đây là một hạn chế rất là lớn, và đây cũng chính là câu để góp phần giúp chúng tôi trả lời cho câu hỏi nghiên cứu chúng tôi đề ra là thi cử có phản ứng hay không. Và chúng ta sẽ nghe cụ thể hơn về phía cô Thủy, cô sẽ trình bày là thi cử là yếu tố như thế nào, tác động như thế nào mà thực ra đã có trong kết quả trong công rồi của chính các thầy cô ở đây trong phần mentee. Bây giờ tôi sẽ mời cô Thủy trình bày tiếp về các kết quả nghiên cứu định tính của nghiên cứu chúng tôi. Xin mời cô Thủy. Vâng ạ, em xin cảm ơn cô Tuyết ạ. Các thầy cô khác có nghe rõ em nói không ạ? Vâng ạ, hy vọng là đường truyền internet tốt. Thưa các thầy cô, phần tiếp sau đây thì em xin trình bày về kết quả định tính của nghiên cứu này. Những cái kết quả định tính của nghiên cứu này ấy, thì là những kết quả đã được thu thập và phân tích từ những cái dữ liệu của 15 cuộc phỏng vấn sâu với giáo viên, cũng như là từ 60 trang phản hồi của giáo viên cho những cái phần câu hỏi mở trong phản hỏi của nghiên cứu này. Và cái điều đầu tiên mà tôi có thể nói đến ở đây, đấy là cái kết quả định tính thì hoàn toàn xác nhận những phần kết quả định lượng mà cô Tuyết vừa trình bày trong phần trước. Thế thì nó xác nhận như thế nào ạ? Chúng ta sẽ đi vào cùng phần một. Đầu tiên là xin chia sẻ với các thầy cô về động lực để nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên. Thì động lực lớn nhất, theo cái phần kết quả định tính này, thì động lực lớn nhất dẫn đến cái việc là giáo viên luôn luôn nỗ lực để nâng cao chất lượng giảng dạy của mình là đến từ năng lực và tâm huyết của chính giáo viên. Thì các giáo viên đã nhắc tới các yếu tố như là lòng yêu nghề, tình yêu học sinh, rồi mong muốn được phát triển chuyên môn và đặc biệt là danh dự nghề nghiệp của mình như là những cái yếu tố động lực lớn nhất. Yếu tố động lực thứ hai giúp cho giáo viên không ngừng trau dồi và nâng cao cái khả năng chuyên môn của mình và dẫn tới là nâng cao chất lượng giảng dạy của mình, đấy là sự hợp tác của các cấp quản lý như là ban giám hiệu, phụ huynh hay là học sinh. Có một cái yếu tố động lực rất là hay trong phần kết quả định tính này, đấy là có một số thầy cô đã nhắc tới vấn đề tiền lương và thu nhập như là một trong những cái động lực để giúp cho các thầy cô dành nhiều thời gian hơn, đầu tư hơn cho cái việc là nghiên cứu và nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng chuyên môn cũng như là chất lượng giảng dạy của mình. Đó. Một yếu tố động lực tiếp theo nữa là từ đề án ngoại ngữ quốc gia. Thì các giáo viên tham gia vào nghiên cứu này đã đề cập tới đề án ngoại ngữ quốc gia như là một cái phương thức để tạo động lực cho các thầy cô trên hai khía cạnh là cải thiện năng lực tiếng Anh và nâng cao năng lực chuyên môn. Thế thì khi mà nói đến cái vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn ấy, thì các giáo viên đã cho biết là các khóa tập huấn của các trường đại học có cái giá trị rất là lớn với họ. Đặc biệt là trong số 15 cuộc phỏng vấn sâu với giáo viên thì họ đều nhắc tới và đánh giá rất cao các khóa tập huấn giáo viên về phương pháp giảng dạy của Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra thì các giáo viên cũng đề cập tới các chương trình tập huấn học quy mô nhỏ do phòng giáo dục cụm trường hoặc là do trường họ đặt hàng, với cái lý do là chính những cái ở cái quy mô nhỏ như thế, chính những cái cuộc tập huấn ở những quy mô nhỏ như thế thì thực sự giúp họ cho họ có thể được cầm tay chỉ việc và có thể áp dụng được ngay vào trong công tác giảng dạy của mình. Ngoài những cái động lực đó ra thì còn tồn tại rất là nhiều rào cản thực tế, và theo những kết quả nghiên cứu định tính thì cho thấy là các thầy cô giáo đã nhắc tới thời gian như là một yếu tố rào cản thực tế đầu tiên và lớn nhất. Thời gian ở đây thì có thể hiểu là thời gian dạy học, chẳng hạn như số tiết dạy thì nhiều, kỳ vọng của ban giám hiệu rồi áp đặt của tổ chuyên môn thì cao. Đặc biệt là tất cả các giáo viên đều đề cập tới việc là họ có quá nhiều công tác ngoài chuyên môn phải thực hiện. Những công tác như là kiêm nhiệm này, hoặc là hồ sơ, sổ sách, giấy tờ, việc hành chính, thanh tra, kiểm tra, khảo sát, đánh giá. Và cá biệt là có những thầy cô đã đề cập tới là trong những năm gần đây thì có quá nhiều cuộc thi tiếng Anh diễn ra trong vòng một năm, dẫn tới việc là ngoài cái việc là họ phải dành thời gian, ngoài việc là họ phải hoàn thành cái số tiết dạy chính khóa theo quy định, thì họ cũng phải dành thời gian để ôn luyện rồi thì tập huấn cho học sinh, cho thí sinh của mình tham gia các kỳ thi đó. Và bản thân các thầy cô giáo viên cũng là những người mà phải dành rất nhiều thời gian cho các cái cuộc thi khác để ôn thi. Chính bản thân họ cũng là những người ôn thi, chẳng hạn như là họ phải thi giáo viên dạy giỏi, họ thi nâng hạng, rồi là họ thi đánh giá năng lực, vân vân. Và những cái yếu tố về mặt thời gian như vậy thì ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống cá nhân của họ. Mặc dù là thu nhập của giáo viên tiếng Anh thì đã được cải thiện, tuy nhiên thì nó vẫn chưa thực sự là đảm bảo nhu cầu của gia đình họ. Trong khi đó thì họ lại thiếu thời gian để dành cho gia đình con cái. Yếu tố thực tế, các yếu tố thực tế cũng là những cái rào cản dẫn tới cái việc là mặc dù họ rất là muốn nâng cao cái chất lượng dạy học của mình, thế nhưng mà đôi khi thì lực bất tòng tâm. Thì yếu tố đầu tiên đến từ cái môi trường dạy học ngoại ngữ. Thì như chúng ta biết thì chúng ta luôn luôn là thiếu cái môi trường thực hành thực tế, trong khi đó thì sĩ số lớp thì đông. Về mặt thời gian dành cho học ngoại ngữ thì các giáo viên đã nêu ra một cái hiện tượng như thế này, nó có hai thái cực.
ở một thái cực thì phụ huynh thiếu quan tâm tới việc học của con, và đặc biệt là việc học ngoại ngữ. Cả học sinh cả phụ huynh đều không thực sự coi trọng môn học này, chỉ coi nó là một môn học phụ thôi, cho nên là họ không dành thời gian để đầu tư vào ngoại ngữ. Mà như các thầy cô biết rồi, nếu mà không đầu tư thì là sẽ rất là khó để mà có thể học giỏi ngoại ngữ, phải không ạ? Thế, và ở một cái thái cực khác là phụ huynh đặt ra những cái kỳ vọng rất là cao, trong khi đó thì họ lại không tính đến được cái năng lực hiện tại của con họ như thế nào, rồi cái thời lượng thực tế mà cái môn tiếng Anh, môn ngoại ngữ được triển khai trên lớp học ra sao, dẫn tới việc là khi mà ở trong cùng một lớp học có các phụ huynh thuộc hai thái cực khác nhau như thế thì đặt ra một cái áp lực rất là lớn lên vai giáo viên trong cái việc là nâng cao chất lượng dạy học ở trên lớp và đạt được chỉ tiêu cũng như là kỳ vọng đề ra. Trong khi đó thì một cái yếu tố thực tế khác cũng là một rào cản lớn, đấy là về cơ sở vật chất. Ở nhiều vùng miền thì cơ sở vật chất còn chưa phù hợp với việc dạy học ngoại ngữ. Ở rất nhiều nơi thì cái thiết bị dạy học vẫn còn thiếu và còn yếu. Và đặc biệt là có những giáo viên đã nhắc tới là thậm chí họ đã tự bỏ tiền túi ra để đầu tư cho thiết bị dạy học. Chẳng hạn như là có những giáo viên đã kể là tôi đã bỏ tiền túi ra để mua cục phát wifi hay là mua các văn phòng phẩm phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động ở trên lớp học. Một yếu tố rào cản thực tế tiếp theo, và đây cũng là một cái yếu tố mà được tất cả các giáo viên đề cập đến, đấy là vấn đề thi cử. Giáo viên đánh giá là thi cử hiện nay thì đang có sự thiếu cân đối cũng như sự thiếu đồng bộ. Cái sự thiếu cân đối nó thể hiện ở chỗ là chất lượng đầu vào của học sinh thì còn yếu, trong khi đó chương trình học và sách giáo khoa thì còn nặng và cái yêu cầu đầu ra thì lại cao. Cái sự thiếu đồng bộ thì thể hiện ở chỗ là cái nội dung thi ấy, thì nó chưa được đồng bộ với nội dung học, chưa đồng bộ với mục tiêu đề ra. Và cá biệt thì có giáo viên cũng đặt ra câu hỏi là thế nếu tôi không luyện thi thì liệu học sinh của tôi có thể đạt cái kết quả như là mong đợi hay không. Về vấn đề chuyên môn thì mặc dù như lúc trước thì có thể cô thấy là các giáo viên đã đánh giá rất là cao đề án ngoại ngữ trong việc là giúp cho họ nâng cao và phát triển chuyên môn. Tuy nhiên về vấn đề phát triển chuyên môn thì vẫn còn khá nhiều các cái yếu tố cần phải xem xét. Chẳng hạn như là về bồi dưỡng chuyên môn thì các giáo viên đánh giá là thiếu cân đối. Chẳng hạn như có lúc thì quá nhiều, quá dồn dập, nhưng mà có những cái thời điểm thì có quá ít các cái cuộc bồi dưỡng chuyên môn cần thiết hay là thậm chí là không có. Giáo viên là người mà phải làm rất nhiều các loại hồ sơ, sổ sách, giấy tờ, nhưng mà họ lại hoặc là không được cung cấp mẫu, hoặc là các cái mẫu họ được cung cấp ấy thì lại thay đổi quá liên tục, dẫn tới cái việc là họ gặp khó khăn trong việc là không biết là nên theo mẫu nào. Nội dung bồi dưỡng chuyên môn thì còn chưa thiết thực, còn chưa mang cái tính chất cầm tay chỉ việc như là họ mong muốn, mà đôi khi vẫn còn nặng về lý thuyết, vẫn còn tập trung quá nhiều vào tính chất giáo điều. Trong khi đấy thì cái hoạt động chuyên môn ở trong tổ chuyên môn này, trong cụm trường thì còn thiếu thống nhất, và vấn đề về sách giáo khoa cũng là một vấn đề mà giáo viên đề cập đến là còn rất là nhiều tồn tại. Chẳng hạn như là ngữ liệu sách giáo khoa vẫn chưa thực sự hấp dẫn, có bài thì quá khó, có bài thì quá dễ. Câu hỏi hoặc là các cái nhiệm vụ học tập trong sách giáo khoa thì đôi khi nó vẫn còn mang cái tính một chiều là đúng sai, ít có những cái câu hỏi thách thức mà đòi hỏi là học sinh phải sử dụng cái tư duy phản biện, tư duy logic của mình để trả lời. Và cũng có một câu hỏi, một băn khoăn mà giáo viên đặt ra mà theo chúng tôi rất là hay, đấy là nếu tôi chỉ dạy trong sách giáo khoa, nếu tôi chỉ dạy 3 tiết tiếng Anh một tuần thì hết lớp 12 học sinh của tôi có đạt được trình độ B1 theo như là quy định hay không? Thì đi cùng với lại những cái kết quả định tính về động lực, về rào cản này thì chúng tôi còn tìm ra được những cái kết quả định tính về đề xuất của giáo viên. Tuy nhiên thì là để kết luận, tiết kiệm thời gian thì chúng tôi sẽ lồng ghép cái phần đề xuất của giáo viên này với phần kết luận của nghiên cứu này, và phần tiếp theo này thì xin mời cô Tuyết tiếp tục trình bày ạ. Xin cảm ơn cô Thủy. Tiếp theo tôi sẽ trình bày tóm tắt phần kết luận của nghiên cứu của chúng tôi. Thứ nhất là chúng ta đã nhìn thấy rất là rõ cái độ tương phản của những yếu tố động lực và những yếu tố rào cản. Về mặt động lực, chúng ta nhìn thấy rõ cái tâm huyết, năng lực của giáo viên, sự quan tâm của các cán bộ quản lý và sự hỗ trợ từ các chương trình của đề án giáo dục quản lý quốc gia. Tuy nhiên, về mặt rào cản để đẩy lại thì chúng ta thiếu, vì học sinh đó là thiếu môi trường, thiếu thời gian học ngoại ngữ. Về cơ sở vật chất là thiếu cơ sở vật chất và thiếu thiết bị, và vấn đề thi cử là ba vấn đề trội nhất làm cản trở cái nỗ lực để đưa cái hiệu quả công tác giáo dục quản lý những năm vừa qua lên cao. Vậy kết luận của chúng tôi là gì? Quay trở lại với hai câu hỏi đầu tiên, câu hỏi mà chúng tôi đưa ra đầu tiên về tập thi cử, thì liệu thi cử có ban hành thực tế không? Câu trả lời là không, bởi vì thứ nhất nó không đồng bộ với nội dung học trên lớp. Chúng ta đã biết rồi, rồi chúng tôi không có quá nhiều thời gian để trình bày về mặt nội dung, nhưng mà rõ ràng là
nội dung thì không phù hợp nội dung một đằng và thi cử nào, một nội dung một mục đích một hướng và về giao tiếp nhưng mà thi cử lại về ngữ pháp chẳng hạn, nó không đồng bộ với mục tiêu đề án đặt ra. Và rất nhiều giáo viên nói rằng nếu như không ôn thi cho học sinh thì khó có thể thi giúp học sinh thi đạt kết quả mong muốn, ít nhất là điểm pass, điểm qua. Như vậy thì thi cử vô hình chung lại trở thành yếu tố rào cản, chính nó đã làm cản trở nỗ lực để giúp giáo viên đưa học sinh, đưa trình độ giao tiếp của học sinh lên cao. Vấn đề thứ hai là về đề án giáo dục ngoại ngữ quốc gia, mục tiêu đề ra có lẽ là không xác thực vì và hơi quá cao. Thực ra thì tôi cũng đã có kinh nghiệm của rất là nhiều nơi, thì kể cả những nước có có mức đầu tư vào quá trình giáo dục ngoại ngữ cao rất là nhiều của chúng ta và có cái độ internationalized, tức là độ mở ra bên ngoài luôn, như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, họ cũng chưa dám đưa ra cái mục tiêu là sau trung cấp, cao đẳng mà người học có thể giao tiếp ở bên ngoài với người nước ngoài như thế cả. Trong khi họ gia đình bỏ rất là nhiều chi phí ngoài cái chi phí của nhà nước. Thứ hai là cái việc thực hiện những cái chương trình của đề án đưa ra nó không thống nhất ở các địa phương khác nhau, các cấp khác nhau. Ví dụ đơn cử từ những cái đơn giản như sách giáo khoa. Tiếp theo là các yếu tố có khi khó khăn thực tế ở tầm thực hiện, tức là tầm cơ sở đó, tức là từ phía giáo viên học sinh chưa được quan tâm đúng mức. Từ đây chúng ta tôi đưa ra những kiến nghị như sau. Thứ nhất là mục tiêu giáo dục ngoại ngữ cần được điều chỉnh thiết thực hơn. Thứ hai là cần quan tâm giải quyết các vấn đề cấp cơ sở để có thể giống như là mentee các thầy cô đã đưa ra, tốt hay không yếu tố quan trọng nhất là ở cơ sở, chứ không phải chúng ta muốn nó như thế nào chúng ta chót tiền vào, chúng ta rớt phương pháp vào, chúng ta đưa technician vào, chúng ta đẩy lên là nó sẽ lên được. Tiếp theo là cần phải đồng bộ hóa quá trình dạy ngoại ngữ từ sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy đến dung kiểm tra thi cử, nó phải là systematic. Thứ tư là cần phải giải phóng giáo viên khỏi nhiều công việc giấy tờ sổ sách hành chính không thiết yếu để có thể tập trung vào việc giảng dạy và nâng cao cái chất lượng giảng dạy ngoại ngữ. Và cái cuối cùng là nên đa dạng các loại bồi dưỡng, ví dụ như bồi dưỡng chuyên môn, thực tập cộng đồng, professional community professional development, giảm chi cái việc bồi dưỡng chuyên môn dựa vào cộng đồng sẽ giúp giảm chi phí, nó phù hợp với cơ sở và giáo viên có thể ứng dụng ngay được. Đây là nội dung trình bày của chúng tôi và xin trân trọng cảm ơn. Nếu như các thầy cô có quan tâm, tôi sẽ mở lại cái nghiên cứu, nhưng tôi nghĩ là thời gian không có nhiều thời gian nên là nó chỉ có số lượng đông hơn thôi. Và chúng tôi xin kết thúc báo cáo của mình đây. Xin chào, cảm ơn.